những tình huống nảy sinh từ cuộc sống thường ngày. Nếu là người liên quan, bạn sẽ làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình? Các luật sư chuyên gia hàng đầu sẽ tư vấn giúp bạn. Chuyên mục Bạn và pháp luật phát sóng vào 20 giờ thứ hai hàng tuần trong chương trình phát thanh vì an ninh Tổ quốc phát triển vov 1 Đài tiếng nói Việt Nam. Bạn và pháp luật, hành trang kiến thức không thể thiếu của bạn. Thưa các bạn, Thị trường bất động sản thời gian qua đang chứng kiến sự sôi động với nhiều dự án được khởi công hoặc tái khởi động tung ra thị trường. Tuy nhiên vẫn còn không ít dự án đang đắp chiếu chờ giải cứu. Chủ đầu tư chậm giao nhà cho khách hàng theo đúng hợp đồng góp vốn mua nhà nên phát sinh hàng loạt vụ tranh chấp, khiếu kiện. Qua các vụ khiếu kiện cho thấy, khách hàng là người bỏ tiền để đầu tư vào dự án nhà ở, khi bị rủi ro thì quyền lợi và lợi ích của họ lại không được đảm bảo, có thể là mất trắng. Quyền lợi của khách hàng khi các dự án bất động sản đình trệ là nội dung của chuyên mục bạn và pháp luật tuần này với sự tham gia tư vấn của luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch công ty luật SB Law. Xin cảm ơn luật sư đã tham gia chương trình. À, xin chào thính giả Đài tiếng nói Việt Nam. À, trước hết thì à, mời luật sư và quý thính giả theo dõi phóng sự do phóng viên chương trình thực hiện. Thưa các bạn, liên tiếp trong vài tuần trở lại đây, nhiều khách hàng bức xúc trước việc chủ đầu tư nhiều lần thất hứa, không bàn giao nhà theo đúng cam kết. Đông đảo khách hàng mua nhà tại dự án nhà ở xã hội Bright City, hay còn gọi là AZ Thăng Long do công ty trách nhiệm hữu hạn bánh kẹo Thăng Long làm chủ đầu tư, đã tập trung trước công trường dự án, căng băng rôn, đòi nhà. Theo tìm hiểu, hàng trăm khách hàng đã ký hợp đồng mua bán nhà với công ty này, nhưng đến nay đã quá thời điểm cam kết bàn giao nhà, mà chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thiện được công trình, trong khi nhiều khách hàng phải đi vay lãi ngân hàng, trải qua nhiều cái Tết vẫn phải đi ở thuê. Được biết, dự án Bright City được khởi công từ tháng 11 năm 2014 và được chủ đầu tư cam kết bàn giao nhà vào quý 4 năm 2017. Tuy nhiên, quá trình thi công dự án đã chậm tiến độ. Phía chủ đầu tư đã nhiều lần hứa sẽ giải quyết nhưng tiến độ thi công không hề được cải thiện, thậm chí có thời điểm dừng thi công. Với dự án trung cư cao tầng và dịch vụ phương đông Mỹ Sơn Tower tại 62 Nguyễn Huy Tưởng, Hà Nội, chậm tiến độ bàn giao nhà gần 2 năm, thì nhiều khách hàng cho biết đã làm mọi cách như kéo đến công trường dự án Cam Bang Rôn phản đối. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của họ đều vô vọng vì không có cách nào liên lạc được với chủ đầu tư. Vâng, à, thưa luật sư, qua phóng sự vừa rồi thì có thể thấy là sự đóng băng của thị trường bất động sản thời gian trước thì dẫn đến việc nhiều sản phẩm bất động sản không thể bán được. Trong khi đó thì các doanh nghiệp vẫn phải tìm đường sống vốn cạn trong khi bị ngân hàng thúc và họ phải nghĩ tới hạ sách là lừa đảo khách hàng. Ông đánh giá như thế nào về thực trạng này trong thời gian qua? Đối với cái tình trạng này ấy, thì có thể nhìn thấy dưới nhiều khía cạnh nhưng mà tôi chỉ nêu cái quan điểm của mình dưới cái khía cạnh là một cái luật sư và dưới cái cạnh pháp luật. Thì quan điểm của tôi như sau, mặc dù là quy định về cái thời điểm giao nhà đã có được lâu ở trên hợp đồng giữa chủ đầu tư và khách hàng cũng có quy định rõ ràng về thời hạn. Nhưng từ lâu nay thì nhiều chủ đầu tư vẫn tự ý chậm giao nhà mà không trao đổi với khách hàng. Thì theo cái quy định tại điều 22 luật kinh doanh bất động sản năm 2014 thì bên bán căn hộ có nghĩa vụ là phải giao nhà, công trình xây dựng cho bên mua theo đúng thời hạn chất lượng và các cái điều kiện khác đã thỏa thuận trong hợp đồng. Và cũng như là phải giao cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất và hồ sơ có liên quan theo thỏa thuận trong hợp đồng và nếu mà có bụng thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra ví dụ như thiệt hại về chậm giao nhà và quyền của người mua nhà thì cũng được quy định tại điều 23 của luật kinh doanh bất động sản đó là yêu cầu bên bán là hoàn thành các cái thủ tục mua bán nhà công trình xây dựng theo thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng cũng như là yêu cầu bên bán giao nhà công trình xây dựng uh, theo đúng thời hạn chất lượng và các cái điều kiện khác đã thỏa thuận trong hợp đồng và yêu cầu giao chứng nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay còn gọi là uh, số đỏ theo đúng cái thỏa thuận trong hợp đồng và yêu cầu bên bán bồi thường thiệt hại do việc giao nhà công trình xây dựng không đúng thời hạn chất lượng và các cam kết khác trong hợp đồng thì tuy nhiên thì một số chủ đầu tư có thể lấy lý do là vốn cạn bị ngân hàng thúc mà có thể là đã đi lừa đảo gây thiệt hại và ảnh hưởng đến quyền lợi khách hàng ờ, Bên đó, cạnh đó thì quyền lợi của người mua nhà ở số một số dự án đang bị vi phạm nghiêm trọng Bởi chủ đầu tư vì nhiều lý do cũng có thể đã không thể hoàn thiện nhà và dẫn tới nghĩa vụ của bị vi phạm Và đối với cái tình trạng này thì người cuối cùng phải chịu thiệt đó là người mua nhà Người ta thường nói đó là bây giờ đi thì mắc núi mà giờ lại thì mắc sông Vâng À, trong thời gian gần đây thì à, nhiều vụ kiện tụng à, tranh chấp của khách hàng với chủ đầu tư bất động sản đã xảy ra à, kết quả thường dẫn đến việc là chủ đầu tư của các dự án thì à, lâm vào vòng lao lý à, tuy nhiên thì người thiệt hại cuối cùng thì vẫn là khách hàng à, vậy luật sư có nhận định gì về thực tế này phải chăng là những khách hàng mua phải những cái dự án bất động sản này thì còn thiếu hiểu biết về pháp luật cần thiết để có thể tự bảo vệ quyền lợi của mình hay là còn do lý do nào khác nữa tôi có thể uh, trao đổi với với anh cái ý kiến như sau là luật kinh doanh bất động sản mới nhất ấy, là luật năm 2014 thì uh, vừa giúp các cái chủ đầu tư huy động thêm cái nguồn vốn để triển khai dự án cũng như là giúp cái người mua nhà giảm bớt cái áp lực về tài chính khi mà thanh toán tiền mua nhà nhiều lần theo tiến độ dự án uh, và cũng đưa cái giá nhà về sát hơn với lại giá thị trường. Tuy nhiên thì thống kê từ thực tế thì cho thấy là có ít nhất là 5 cái rủi ro khách hàng có thể dễ uh, gặp phải. À, ví dụ như là hồ sơ pháp lý, tài chính ngân hàng cho đến tiến độ, chất lượng căn hộ, cũng như là dự án thì phải thay đổi cái quy hoạch. Một số trường hợp thì khách hàng mua phải những cái dự án bất động sản này thì còn thiếu những hiểu biết pháp luật cần thiết để tự bảo vệ cái quyền lợi của mình. Tuy nhiên thì đây theo quan điểm của tôi không phải lý do duy nhất. À, ví dụ như là khách hàng nộp tiền cho chủ đầu tư nhưng là chủ đầu tư bỏ trốn hay là một căn nhà bán cho nhiều người. Thậm chí thì có nhiều dự án mà uh, chủ đầu tư qua mặt khách hàng bằng việc là thay đổi tên dự án, thay đổi quy hoạch 1 trên 500 cũng như là tăng nhiều cái diện tích ảo. Uh, bên cạnh đó thì uh, trước đây khi mà thị trường bất động sản còn đang sôi động thì người mua nhà và chủ đầu tư còn cùng nhau tìm cách lách luật như là ký các cái hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng vay vốn góp vốn. Uh, khi mà cái ngôi nhà cái cái dự án đấy chưa đủ điều kiện để huy động vốn hoặc bán thế thành ra là khi mà có tranh chấp xảy ra thì rõ ràng là người mua nhà sẽ rất là thiệt, sẽ không rất khó để lấy được cái cái tiền đó về và mang ra tòa án cũng khó xử lý. Vâng, có một thực tế đáng giận mình là nhiều doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thì có số vốn ít, nhiều khi thì chỉ khoảng 10 đến 20% tổng giá trị đầu tư, phần còn lại thì được xúc tác từ ngân hàng và khách hàng. Có thể nhận thấy là nếu dự án bất động sản do những cái doanh nghiệp này làm chủ đầu tư không thể tiếp tục triển khai thì phần rủi ro về phía ngân hàng cũng như là các khách hàng là quá lớn. À, vậy thì có quy định nào của pháp luật à, quy định về cái số vốn của nhà đầu tư so với tổng giá trị đầu tư của dự án không? Thưa ông? Hiện nay ấy thì cái luật kinh doanh bất động sản chỉ quy định cái vốn pháp định của một cái doanh nghiệp kinh doanh bất động sản chứ không có cái quy định uh, cụ thể nào của pháp luật quy định về cái số vốn của nhà đầu tư so với lại tổng cái giá trị đầu tư của dự án. Thì theo điều 10 của luật kinh doanh bất động sản có quy định về điều kiện của tổ chức và cá nhân kinh doanh bất động sản thì có quy định là tổ chức và cá nhân kinh doanh bất động sản thì phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã, sau đây gọi chung là doanh nghiệp và có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng trừ trường hợp quy định tại cái khoản 2 cái điều điều 10 này này. Tuy nhiên thì thực tế thì thông thường ấy thì uh, theo quan điểm của tôi thì chủ đầu tư phải có cái kia số vốn Ờ, tự có nó khoảng 30% còn lại thì có thể huy động từ người mua nhà, từ nhà đầu tư khác hoặc là từ ngân hàng. Nếu mà chủ đầu tư mà có cái vốn tự có quá ít thì rủi ro sẽ rất cao. Tôi từng biết là có một số các cái chủ dự án khi tiến hành dự án chỉ có rất ít tiền, ví dụ như là có tầm đến 2 đến 3 tỷ đồng nhưng mà làm cái dự án đến gần 200 tỷ và họ chỉ có một số các cái giấy tờ nhất định một số các cái ký kết cái hợp đồng hợp tác sau đó thì họ, họ chủ yếu là đi huy động vốn uh, của những cái người mà nhà đầu tư mà có nhu cầu thế thành ra là uh, trong nhiều trường hợp như thế thì người ta gọi là trường hợp tay không bắt giặc và rủi ro thì đẩy cho những cái nhà đầu tư thứ cấp hoặc là người mua nhà rất là cao Vâng, thưa luật sư Nguyễn Thanh Hạ, à, năm 2014 khi mà luật kinh doanh bất động sản ra đời thì à, tại điều 56 có quy định à, chủ đầu tư thực hiện dự án phải được ngân hàng bảo lãnh. Nếu chủ đầu tư không triển khai được, người mua nhà vẫn có cơ hội nhận nhà hoặc là được trả lại tiền nhờ đã được bảo lãnh. À, vậy thực tế của cái việc thực hiện quy định này ra sao thưa ông? Mặc dù thì đã có cái quy định là chủ đầu tư dự án bất động sản trước khi bán cho thuê mua nhà ở tương lai thì phải được ngân hàng thương mại thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính được quy định tại điều 56 của luật kinh doanh bất động sản và cái hiệu lực bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 2015 thì quy định cũng nêu rõ là với những chủ đầu tư không thực hiện đúng cam kết thì ngân hàng bảo lãnh sẽ đứng ra bồi thường cho người mua theo cái cam kết trong hợp đồng. Sau đó thì ngân hàng nhà nước thì cũng ban hành cái thông tư 13 là quy định về việc bảo lãnh ngân hàng. Theo đó thì ngân hàng thương mại phải phát hành cái cam kết bảo lãnh ở, ở nhà ở hình thành trong tương lai cho từng bên mua trong vòng 10 ngày làm việc tính từ ngày ký hợp đồng mua nhà. Và cái thông tư thì cũng có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2017. Tức là chủ đầu tư không giao được nhà theo đúng tiến độ hoặc là không thực hiện theo hợp đồng thì dẫn đến khách hàng không nhận được nhà thì ngân hàng bảo lãnh uh, sẽ trả tiền uh, mà khách hàng đã nộp thì đã có các cái quy định cụ thể như vậy nhưng thực tế cho thấy là thị trường thì vẫn xuất hiện một số các cái dự án giao bán rầm rộ nhưng mà chủ đầu tư chưa có cái chứng thư bảo lãnh của ngân hàng và các cái chủ đầu tư thì muốn ngân hàng bảo lãnh thì cũng phải ký quỹ bằng tiền mặt hoặc là có tài sản bảo đảm có giá trị tương đương đến 1,3 đến 1,4 lần cái giá trị được bảo lãnh thì với nhiều cái doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp có tiềm lực tài chính kinh tế yếu thì đây là điều kiện khó nếu không muốn nói là bất khả thi và hơn nữa thì nếu mà chủ đầu tư ký quỹ thì đương nhiên số tiền sẽ bị găm trong ngân hàng và khi đó thì chủ đầu tư không có dòng tiền lưu động lên rất khó đảm bảo để thực hiện tiến độ dự án. Và do bị dồn vào cái thế khó như vậy, hiện nay đa số các chủ đầu tư đều cố tình lé các cái quy định về bảo lãnh. Và một số chủ đầu tư đã có thực hiện bảo lãnh thì cũng chỉ làm theo hình thức là nhằm đối phó với quy định của pháp luật, chứ chưa thực sự tự nguyện. Thế vì vậy mà đây là một cái vấn đề mà các cái nhà hoạch định chính sách cũng nên quan tâm những tình huống nảy sinh từ cuộc sống thường ngày. Nếu là người liên quan, bạn sẽ làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình? Các luật sư chuyên gia hàng đầu sẽ tư vấn giúp bạn. chuyên mục bạn và pháp luật phát sóng vào 20 giờ thứ hai hàng tuần trong chương trình phát thanh vì an ninh tổ quốc phát Chuyện trên VOV1 đài tiếng nói Việt Nam. bạn và pháp luật hành trang kiến thức không thể thiếu của bạn. Vâng, liên quan đến nội dung mà chúng ta đang trao đổi thì chúng tôi nhận được một số thắc mắc của thính giả. Xin mời luật sư giải đáp thắc mắc của anh Lê Hoài Nam ở Hải Dương với nội dung như sau. Tôi mua nhà theo hợp đồng góp vốn và đã nộp cho chủ dự án số tiền hơn 700 triệu đồng, nhưng dự án chậm tiến độ, khả năng bàn giao nhà theo đúng cam kết ghi trong hợp đồng là không khả thi. Hiện nay thì dự án này mới chỉ xây dựng được 4 tầng và đã dừng thi công nhiều tháng nay công ty này thì cũng đã thay đổi trụ sở và khi tôi đến hỏi về dự án cũng như là tiến độ xây dựng và bàn giao nhà thì chỉ được gặp lễ tân à, tôi rất bức xúc về cách làm ăn này của chủ dự án và muốn khởi kiện công ty này à, vậy để khởi kiện thì tôi cần những thủ tục gì và xin luật sư có thể tư vấn về cái tính khả thi khi tôi tiến hành khởi kiện à, xin mời luật sư tư vấn cho anh nam à, liên quan đến câu hỏi của anh nam thì cũng là cái rất nhiều các trường hợp rất nhiều các cái khán giả thính giả và người mua nhà bị Đấy. Trường hợp là chậm bàn giao nhà thì chủ đầu tư sẽ phải bồi thường theo thỏa thuận và chịu của cái mức lãi suất đã thỏa thuận trong cái hợp đồng. Mức lãi suất thì trong hợp đồng không được vượt quá cái mức lãi suất mà pháp luật quy định. Để bảo vệ cái quyền lợi của mình ấy, thì anh có thể gửi đơn kiện chủ đầu tư lên tòa án nhân dân cấp huyện nơi mà có bất động sản. Ờ, thì căn cứ theo quy định khoản 1 điều 35 điểm C khoản 1 điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Và hồ sơ khởi kiện đại tòa gồm có thứ nhất là đơn khởi kiện thì anh nên liên hệ để lấy cho mẫu. Các cái tài liệu chứng cứ chứng minh cho yêu cầu khởi kiện là có căn cứ và hợp pháp anh cung cấp cho tòa cái hợp đồng mua bán, hợp đồng góp vốn của anh, chứng minh thư nhân dân hộ khẩu gia đình. Nếu mà người khởi kiện là cá nhân thì anh cung cấp cho tòa hồ sơ pháp lý khác của người khởi kiện và bản kê các cái tài liệu lụp theo đơn khởi kiện thì anh liên hệ với cơ quan tòa án tuy nhiên tôi cũng có thể lưu ý với anh là ở cái thời gian giải quyết các cái vụ việc dân sự ở Việt Nam là cũng tương đối là lâu thế vì vậy mà anh cũng cần kiên nhẫn để làm việc với tòa án để nhờ họ hỗ trợ để giải quyết cái vụ việc của anh Vâng, một câu hỏi khác của bạn Lộc tại địa chỉ viết lộc à, gmail.com. Bạn Lộc thì có hỏi là khi dự án bất động sản bị đình trệ, chủ đầu tư phá sản, doanh nghiệp bị đổ bể thì tài sản của các chủ đầu tư này thì sẽ được xử lý như thế nào? Ai sẽ là người định giá tài sản của các chủ đầu tư đó và theo phương thức nào? Liệu những khách hàng mua nhà để ở trả tiền theo giai đoạn thì có được hưởng quyền lợi gì từ những cái tài sản đó không? À, xin mời luật sư tư vấn cho anh Lộc. À uh, liên quan đến câu hỏi của anh Lộc thì tôi có thể trả lời theo cái hướng đó là chúng ta áp dụng cái luật phá sản năm 2014. Thì có quy định là trong cái thời hạn 30 ngày kể từ ngày mà tòa án nhân dân ra quyết định mở thủ tục phá sản thì chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho tà, quản tài viên, doanh nghiệp quản lý thanh lý tài sản. Sau đó thì quản tài viên sẽ thực hiện xác định nghĩa vụ về tài sản đối với các chủ nợ và bên liên quan kiểm kê tài sản thông báo đến các chủ nợ để lập danh sách cho chủ nợ sau cái thời điểm mở thủ tục phá sản thì doanh nghiệp vẫn hoạt động uh, xử lý và thanh toán các khoản nợ đặc biệt hoàn trả tài sản nhưng phải theo quy định và dưới sự giám sát của quản tài viên và thẩm phán và phương án giải quyết cụ thể thì tùy và thuộc vào từng tình trạng giá trị tài sản của chủ đầu tư tình hình nợ và giao dịch liên quan khác đến dự án như là việc thế chấp ngân hàng để không mất quyền lợi của các cái chủ thể khác đảm bảo đúng các quy định pháp luật trong trường hợp này thì khách hàng sẽ không mất trắng còn đòi được bao nhiêu thì tùy thuộc vào tình hình thực tế do đó khách hàng cần thực hiện theo đúng các yêu cầu của tòa án để đảm bảo cái quyền lợi hợp pháp của mình thì đấy là áp dụng cái thủ tục phá sản doanh nghiệp tuy nhiên thì trong thực tế hiện nay thì rất nhiều chủ đầu tư là phá sản nhưng mà lại không làm một tục phá sản tại tòa thì đây thực sự là một cái vấn nạn và rất là khó để tìm được chủ đầu tư và để đòi lại tiền thì đây là một cái rủi ro rất lớn cho người mua nhà Vâng à, qua đường dây nóng của chương trình thì chúng tôi cũng nhận được thắc mắc của thính giả có số điện thoại số cuối là 5829 với nội dung như sau. Xin chào chương trình ạ, tôi có câu hỏi muốn hỏi chương trình là tôi và một số người bạn thì có chung vốn mua nhà trên giấy tại một dự án bất động sản. Tuy nhiên thì chủ đầu tư của dự án này đã phá sản. Chúng tôi thì định thành lập cái công ty để duy trì dự án này. Xin nhờ luật sư tư vấn giúp chúng tôi là phải có những cái điều kiện gì để có thể thành lập công ty và thủ tục ra làm sao ạ? Vâng xin cảm ơn luật sư. À, xin mời luật sư tư vấn cho thính giả. À, muốn tiếp tục duy trì dự án này thì bạn và người bạn của bạn có thể thành lập cái công ty kinh doanh bất động sản theo quy định hiện hành. Và cái điều kiện để thành lập công ty bất động kinh doanh bất động sản là theo quy định của pháp luật thì gồm thứ nhất là các cái tổ chức cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về kinh doanh và phải có vốn pháp định là không được thấp hơn 20 tỷ. Đấy là cái mà điều kiện sau đó thì Uh, điều kiện về pha, vốn pháp định uh, của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và thủ tục thành lập công ty kinh doanh bất động sản thì uh, bạn làm theo 3 bước. Bước 1 đó là chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ tại sở kế đầu tư. Uh, bước 2 đó là công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp. Bước 3 là khắc dấu và lục hồ sơ thông báo uh, mẫu con dấu uh, của doanh nghiệp. Uh, sau đó thì uh, bạn uh, có thể là liên hệ với lại cái uh, chủ đầu tư đó và tiến hành là nhận chuyển nhượng lại cái dự án của chủ đầu tư đang bị uh, chậm trễ uh, để đàm phán để mua lại dự án. Vâng, một câu hỏi khác của thính giả có nội dung như sau. Thưa chương trình, tôi có ý định mua nhà trên giấy, nhưng hiện nay trên các phương tiện thông tin đại chúng tôi thấy hình thức mua nhà này có mức độ rủi ro quá cao. À, vậy xin luật sư có thể tư vấn giúp những điều khoản nào trong hợp đồng mua bán nhà mà tôi cần lưu ý để có thể hạn chế thấp nhất mức độ rủi ro không ạ? À, xin mời luật sư Nguyễn Thanh Hạ cái việc mua nhà trên giấy hay là còn gọi là mua nhà hình thành trong tương lai ấy, thì thường mang lại nhiều rủi ro cho khách hàng trong khi rất khó để biết được là các cái dự án nào tốt đầu tư có an toàn hay không và các rủi ro thì có thể kể đến như là có dự án mà chủ đầu tư đến hai năm nhưng vẫn chưa giải tỏa xong mặt bằng chưa được cấp chủ quyền hay có những cái doanh nghiệp là đơn vị bán hàng lừa hàng trăm người một căn bán cho nhiều người với nhiều cái thủ đoạn như là thay đổi dự án, thay đổi chủ đầu tư, làm lại quy hoạch tăng thêm các cái tiện ích không có thật, tăng giá so với cam kết. Và do tính chất của tài sản được đưa ra mua bán chưa hình thành nên người mua nhà cần chú ý đến các vấn đề liên quan khi mà giao kết hợp đồng như là bất động sản hình thành trong tương lai phải đáp ứng được cái điều kiện của bất động sản được giao dịch Ừ, chủ đầu tư dự án phải đáp ứng các cái quy định của tổ chức cá nhân kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật kinh doanh bất động sản năm 2014. Ừ, đây là hai cái điều kiện cơ bản để tiến hành xác lập một cái giao dịch liên quan đến đối tác và đối tượng giao dịch. Người mua nhà cũng cần xem xét kỹ lưỡng bản sao cái hợp đồng bảo lãnh bất động sản hình thành trong tương lai. Đặc biệt là cần chú ý đến các quy định về bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm trong hợp đồng trước khi giao kết hợp đồng với chủ đầu tư nhưng mà lời khuyên của tôi là trước khi mua nhà thì các bạn cũng cần xem xét ngoài cái vấn đề hợp đồng ra thì xem xét là chủ đầu tư có uy tín hay không đã vướng vào những cái tranh chấp trước đây với lại người dân và có bị là nợ thuế hoặc là nợ tiền sử dụng đất với lại cơ quan nhà nước hay không nói chung là phải xem cái độ tín nhiệm của nhà đầu tư Vâng, như luật sư vừa phân tích thì có thể thấy là khi mua nhà trên giấy tại các dự án thì khách hàng sẽ đứng trước rất nhiều những cái rủi ro. Nhiều khách hàng mua phải những dự án không khả thi thì cũng chỉ biết chấp nhận và cũng không biết phải đòi hỏi quyền lợi bằng cách nào và từ động Vậy có cơ quan hay tổ chức nào ở nước ta thì có thể đại diện cho quyền lợi của khách hàng trong các trường hợp này hay không? À, xin luật sư có thể tư vấn giúp người dân là nên làm gì khi mà gặp phải các trường hợp như thế này? Ờ, khi gặp những cái trường hợp như thế này ấy thì... Người mua có quyền là yêu cầu bên bán hoàn thành các cái thủ tục mua bán nhà, công trình xây dựng theo thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng, cũng như là yêu cầu bên bán giao nhà công trình xây dựng theo đúng thời hạn, chất lượng và các điều kiện khác đã thỏa thuận trong hợp đồng, cũng như là giao sổ đỏ hay còn gọi là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà liên quan đến thỏa thuận trong hợp đồng, yêu cầu bên bán bồi thường các thiệt hại do việc giao nhà công trình không đúng thời hạn, chất lượng và cam kết khác theo hợp đồng thì căn cứ vào cái điều 23 của luật. Ờ, à, tiếp đó thì người mua nhà cần giả soát lại các hợp đồng mua bán căn hộ xem là đã ký với chủ đầu tư cũng như là các văn bản thỏa thuận giữa các bên liên quan đến việc thi hành uh, thi công bàn giao căn hộ mà đặc biệt là các nội dung như thời hạn hoàn thành bàn giao căn hộ công trình uh, thủ tục uh, thông báo hoàn thành uh, bàn giao căn hộ công trình các trường hợp gia hạn hoàn thành bàn giao bao gồm cả các trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng nếu có uh, trên cơ sở này ấy, thì người mua nhà cũng cần chủ động liên hệ với chủ đầu tư để làm việc và đưa ra các yêu cầu về việc bàn giao và thời hạn bàn giao và các cái khoản phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại và đề nghị chủ đầu tư đư đưa ra các cam kết bằng văn bản hoặc là yêu cầu hủy cái hợp đồng nếu trong hợp đồng mua bán có ký có điều khoản về việc giao nhà chậm là căn cứ để bên mua chấm dứt và hủy hợp đồng. Thì uh, ngoài ra thì đối với các hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai ký từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2015 thì chủ đầu tư dự án phải đáp ứng đủ điều kiện nhất định trong đó có việc là ngân hàng thương mại có đủ năng lực là thực hiện cái việc bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư. Người mua cũng cần căn cứ thêm vào các cái tài liệu của hợp đồng bảo lãnh này để làm việc với chủ đầu tư và ngân hàng bảo lãnh của dự án để thu hồi lại khoản tiền đã thanh toán. Nếu mà vẫn không đạt được kết quả thuận với chủ đầu tư và các bên liên quan ấy thì 10 mua nhà có thể tiến hành là gửi văn bản lên cơ quan quản lý nhà nước về mặt xây dựng để phản ánh về các cái sai phạm của chủ đầu tư và hoặc là tiến hành khởi kiện ra tòa án có thẩm quyền để bảo vệ cái quyền lợi của mình. Thì đấy là những cái mà cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong các cái trường hợp có tranh chấp. Vâng, à, còn rất nhiều câu hỏi cũng như là thắc mắc của quý thính giả liên quan đến nội dung của chuyên mục bạn và pháp luật tuần này à, tuy nhiên do thời gian có hạn thì à, chúng tôi sẽ trả lời các bạn vào các chương trình sau à, một lần nữa cảm ơn luật sư nguyễn thanh hà chủ tịch công ty Law đã đồng hành cùng chương trình cảm ơn quý thính giả đã để tâm theo dõi chuyên mục bạn và pháp luật đã kết thúc chương trình phát thanh vì an ninh tổ quốc do ban biên tập phát thanh công an nhân dân sản xuất lê dung biên soạn chịu trách nhiệm sản xuất thanh tăng, chịu trách nhiệm nội dung quang thắng. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Bây giờ là ít phút dành cho quảng cáo. Chẳng ai muốn dụng tóc, chẳng ai muốn chọc lóc, giờ đã có mắt hè. Tôi thích tôi thích mắt hè, tóc muốn dùng cũng khói nhẹ. Tôi thích tôi thích mắt hè, mắt hè mắt hè. Tôi thích tôi thích mắt hè, nhanh trong mọc tóc đôi nhẹ tôi thích tôi thích mắt hè mắt hè mắt hè mắt hè giúp ngăn rụng tóc kích thích mọc tóc thực phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh chẳng ai, chẳng ai muốn rụng tóc chẳng ai muốn chọc lóc giờ đã có mắt hè tôi thích tôi thích mắt hè tóc muốn rụng không khó nhẹ tôi thích tôi thích mắt mọc tóc. Thực phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo. 30 phút tiếp nối ngay sau đây được dành cho chương trình chuyên gia của bạn với chuyên mục an toàn về nhà.